xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đến với một con mini game mới. Thì đây chính là một con mini game rất là màu sắc, màu mè cực kỳ luôn anh em ơi. Và hôm nay mình sẽ chơi cùng với No Shoot, No Shop với lại Huy Nút. Yes, ok. Ủa gì vậy No Shop, ông nói gì coi. No Shop Khóc rồi. Sao ông im lặng vậy? Bây giờ chúng ta sẽ chơi nha. Thì chúng ta sẽ chơi màu nào trước đây? Bây giờ mọi người chọn đi. Màu cam. Để xem mọi người thấy cái skin của mình nó màu mè không đó. Hôm nay chúng ta chơi một cái map màu mè, nó phải mặc skin màu mè không? Mình sắp đi bơi. Tôi đã mặc cái bao, tôi sắp đi bơi, cái tiền mấy ông kéo tôi vô đây chơi mini game luôn. Ôi cãi chơi nè. Ờ đi màu cam đi, màu cam đi ha. Đi màu cam thử đi. Không biết không biết. Ai không hiểu gì hết á. Ôi, sao vậy? Sao nhảy vô đây? Giờ mình nhảy mình né này ra chứ sao giờ? Từ từ mọi người bình cẩn thận nha. Cái gì nó sắp đẩy tôi hả? Anh Giang hả? Chơi vô duyên vậy. Ok, nhảy nè. Cái này nó cũng chậm mà, nhưng chúng ta phải né nha. Ôi chúng nhanh gì? Sao diễn giờ nhanh thế vậy? Rồi xong té sắp mặt rồi. Hình như tôi xuống rồi, Ok, trời ơi, bro laser là đây. Ghê vậy, chưa xuống được no. Xuống đây, tôi lấy được chìa khóa nè. Bây giờ tôi sẽ lên với mọi người. Ôi no. Cái này lên hơi bị lâu rồi nha. Sao tôi bị kẹt cái này. Lên Huy ơi. Hết rồi. Sắp bị chết đuối rồi. Ok. Lên kẹt vào đây. Ồ bên đây hả, bên đây. Ồ bên này mua. Ok. Ông ăn thịt gà vô đi, chạy cho nhanh. Ok, vậy là khi mà chúng ta qua được rồi thì cái cổng màu cam sẽ bị đóng lại. Ồ bây giờ nó cổng màu xanh. No shop, ông à. Đây, khó quá. Ơi. Ông đừng có đi trước nha, ông để bọn tôi đi chung nha. Ồ, ông đâu rồi? Ok. Ồ, để xem map. Mà đi, xem có gì rồi. Wow, trời ơi, cầu vòng. Cầu vòng luôn. Cái gì kìa? Ủa, cái này là gì đây? Sao nhìn giống kính hả? Kính, tôi tưởng cái laser chứ. Ok, xuống hay xuống? Huy, xuống hay xuống? Huy, xuống. Cái laser, đụng vô là chết á. Xuống. Rồi rồi. Trời ơi, cao vậy. Oh no. Ôi đồ, ảo à, tôi thấy gì luôn à. Rồi xong, ở cái cuối cùng nó khó quá à. Nó ảo à, tôi không thấy gì luôn á. Ủa nó sát rồi, chưa lên nữa, lâu vậy. Đang tới. Ok, tôi tới nè, tôi xuống nè, ô, có mấy chỗ nó ảo mãi, ôi, ảo à. Ôi, rồi, cái cuối. Cái cuối khó, không tới đâu. Cái cuối nó có một ô à. Huy nước qua đời kìa, oh my god, mình không qua được, mình thua nước rồi. À, qua được. Trời ơi. Ủa, sao bây giờ xuống thì chết luôn vậy? Vô một tiếng á. Vô gì? Vô một tiếng nè. Trời ơi. Ok, tôi qua được, tôi mừng vãi trưởng không ạ. Tôi mừng tôi muốn khóc luôn Huy ơi. Nó sát, có lên, nó sát. Ôi. Coi nó sớm ơi, tôi là phong cận mà tôi còn qua được mà. Ôi cái xác ông rơi xuống luôn. Ôi kệ, lấy cái nút đi, rồi ok, chúng ta qua nào. Nè, cái nút để đâu? Cái nút ông giữ trong người đi, tí nữa chúng ta sẽ gắn rồi, chúng ta mở cái cửa thì phải, tôi không nhớ nữa, từ nó lên nó coi thử. Ôi lâu vậy trời, lâu vậy. Đúng lâu luôn á. Trời, sao nó bắt đầu thấy mất máu rồi đó. No! Anh bảy mươi. Bị kẹt. Sao tự nhiên tôi bị kẹt rồi? Sao tôi bị kẹt rồi? Rồi xong. Rồi nó sát, đừng lên, lên đây. Nó sát. Nó sát. Nó sát. Ôi ông nó sát qua được, sao mình qua được? Ủa vậy sao tôi qua? Ủa sao tôi ra được vậy? Tôi ăn thử, để ăn thử miếng gà tôi chạy ra được. Ê, gà quá. Ủa sao tôi bị kẹt rồi, cái phao của tôi nó bự quá à? Ok, bây giờ mình bắt đầu lại rồi, mất cái cần kẹt rồi. Thôi kệ, bây giờ hai cái màn này tôi sẽ kiếm sau, bây giờ chúng ta cứ đi những cái màn tiếp theo đi. Cãi đi. Ok, đi vào này. Ủa sao cái màn này nó giống y hệt cái màn hồi nãy. Ủa sao tôi rơi rồi. Ủa cái này cậu giàu nhìn đẹp vậy. Ôi ảo rồi. Như vậy vào ô
tím thôi. Tôi thấy cái gì nó nhô nhô ở đây nè, cái gì nó nhô nhô ở đây chỗ này nè, tôi thấy nó nghi lắm nha. Đơn giản. Ây à. Ôi cây à. À, ôi cây à. Ôi cây à. Nhảy vô tím cũng không đúng, nhảy vô mấy ô ngoài cũng không đúng luôn. Ôi vậy tính là cái ô nào? Vậy đó chung là cái ô nào? Rồi sao phải nhảy từ lừa mới biết được nè. À vậy cái này chắc là chúng ta phải nhảy, chúng ta lựa ra rồi. Trời ơi, cái ông xe máu bấm cho nó vậy. Từ thử tôi nhảy vô cái ô bên đây coi. Tôi nhảy thử cái ô ở đây rồi. Ok. Cậu bấm mày nước nha. À! Ấy à. Rồi xong, tôi biết cái ô nào rồi, tôi biết cái ô nào rồi, cái ô trái trên á. Ô trái ở phía trên đúng không? Ô trái phía trên. À bên này hả không? Bên này phải không? Ok ok. Ô bên trên bên trái. Ờ à, bên đây mới đúng. Nhầm nhầm nhầm. Đúng rồi. Vô đây. Không phải ô màu tím nha mọi người nha. Để. Ok đúng rồi nè. Ô này nè. Được. Ok lấy cần gạt nè. Ok tôi lấy được cần gạt rồi. Đi. Trời, ông làm mát ông cho anh vãi luôn á. Ừ. Đi chậm thôi, tí lại kịp. À chết tôi. No. Đừng để bị kẹt. Nó sớm ông lên là ông chạy đi ra liền nha. Chừng bị kẹt đó. Hướng nào. Ok thành công rồi. Mệt não buồn vãi. Anh vãi, ông kẹt như hồi nãy nữa là chết luôn rồi. Ok số này rồi, giờ mang màu vàng. Ok. Cái gì chứ mấy trò này dễ ẹt à. Trời ơi, không dễ đâu. Không dễ đâu. Rồi, xong nó sắp nhảy luôn. Ủa không thấy được gì luôn á, tôi bị lá mắt rồi. Bị lé mắt luôn rồi, ôi. Mắt thần. Ôi, đây, thấy cái lỗ. Được rồi, yes. Oh, yes, được rồi. Huy cũng vào rồi, ok. Rồi, là hai cái cần gạt rồi, yes. Quá đơn giản, lên. Bình tĩnh. Cái này là chôn những người cận đấy các bạn ơi. Cái này nó biết mình là phong cận cho nó cho mình. bên nào. Ok phát hiện rồi, bên này. Ok tôi qua được rồi nè. Lẹ nổ sớm được rồi. Ok. Ok rồi, hai cái cần gạt rồi. Chúng ta kiếm được một cái bên màu xanh lá cây với một cái ở bên màu vàng đúng không? Giờ tôi sẽ đặt vào. Đúng rồi. Màu vàng rồi. Nè và một cái bên màu xanh lá cây đó rồi. Okay. từ từ mình gạt sau thôi. Ok màu đỏ thôi, còn màu đỏ màu tím thôi. Vô quá đơn giản nè rồi đấy. Ủa sao màu đỏ là gì đây? Ủa sao cái màu tím nó bị đóng rồi. Cái màu tím thì người ta chưa xay, cái màu tím người ta chưa xay cho nên mình sẽ đi bên này. Cái gì vậy? Tôi cảm giác tôi đang bị nhốt vào tù không ạ? Tôi cảm giác như cái áo giống như cái áo sập cơ của mấy ông ở tù. Ủa bên nào bên nào? Ủa bên này à? Từ từ xem nhảy xuống ở nút này nè. À đúng rồi, giống như kiểu nhảy dầu á. Từ xem đó. Từ nhảy dầu. Không được, khó lắm, nó khó cành lắm. Khó phải lọ. Mình màu đỏ nha. Ơi hay là tí nữa hai ông giúp tôi đi hai màu kia đi chứ tôi đi mình tôi buồn lắm. Ok. Tôi để ý hình như là mọi người đừng có nhảy ở giữa, mọi người hãy nhảy ở ngoài góc á. Đúng rồi, ở ngoài góc nó mới có đường đi chứ nhảy ở giữa nó không có đường đi đâu. Cái lỗ ngoài đó, cái lỗ giữa. À tôi vào được rồi. Yeah, tôi win này nè. Đi tay ba. Ok tôi ra nè. Đó win. Tôi win này nè. Mọi người đừng có nhảy ở giữa. Cái lỗ ở giữa là cú lừa đó. Cái lỗ ở giữa là cú lừa. Chúng ta nên đi cái lỗ bên ngoài đi. Rồi để tôi xem rồi. Rồi từ. Rồi để xem rồi. Ủa hai màn đầu mở nè. Vô. Để xem rồi. Tôi vô. Mọi người cứ đi trước tôi cũng được. Tôi tới sau. Trời ơi. Ok rồi. Qua lố. Ây da. Ủa cầm màu đỏ đúng không? Tôi mới vừa kiếm được màu đỏ nè, tôi sẽ đặt vào. Đây. Đó. Chúng ta đi màu xanh lá cây hả? Ok đi thôi. Cái màn chúng ta chơi rồi cho nên chúng ta có thể nếu mà cố gắng chúng ta có thể né được đó dễ dàng thôi. Ok. Nhớ đường nha anh em. Ok là tôi nhớ nè. Xuống lỗ nè, lọt khe lại. Trời anh em rồi là đẳng cấp. Ba đứa là khẽ luôn. Yeah. Ok lấy cần gạt nè. Ok đi thôi.
lên nhà là bắt con gà nè. Lên Đi chơi lại từ đầu mà. Đi lại chơi lại từ đầu luôn rồi. Khổ vậy. Ok rồi, mình sẽ đặt cái này vào xanh lá cây đúng không? Ok, còn thiếu một cái màu cam thôi. Trời ơi, game là dễ đó. Rồi, cái này cái cuối cùng rồi, dễ rồi. Dễ rồi. Cái này là cái dễ nhất luôn nè. Trời ơi, ba cái chuyện bình thường. Thoải mái đi, anh em thoải mái đi, đừng căng thẳng làm gì. Thoải mái đi nè sếp ơi. Lọt kê rồi. Ok, giờ rồi nè. Nó sắp thoải mái đi. Ok, mình lấy được luôn nè. Yes. Ok, đi thôi. Lên ơi. Ok, đâu rồi. Đây, đường này. Đặt vào nữa, chúng ta win rồi. Yes. Đặt vào nè. Hả, bật nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vâng ơi, mở ra. Ok. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa, cái này gì đây? The fuck? Gì đây? Ủa gì vậy? Hình như là số ID của ổng á. Trời ơi. Ôi vậy đâu? Vậy đâu? Ơi nhảy, tôi thử tôi nhảy số 2 nha. Ông nhảy số nào không được. Số không có gì nè. Tôi không. Ngôi sao? Số 2 cũng có ngôi sao nè. Ôi tôi ăn được rồi. Ăn từng ngôi sao hay sao á? À ơi dạ tôi nhảy số 2 vậy nha. Tôi nhảy số 2 rồi đó. Mọi người nhảy số khác đi. Ok, vậy mọi người né số 2, số 0 ra. Ok, bây giờ ông nhảy số mấy? Tôi nhảy số 8 nè. Có 3 số 2 lần. Còn có số 2 một tím kìa. Ông nhảy số 2 một tím đi. Tôi nhảy số 2 màu cam nè. Số 2 màu cam. Tôi nhảy rồi. Ông nhảy vào số 1 đi. Số 1 đi. Số 2 màu cam đầu á. Tôi nhảy rồi. Ok, từ từ. Đây. Tôi nói rồi mà. Có 2 số màu cam lần. Không nhìn lấy được kìa. Ok, ông phải nhảy vào trong cái ngôi sao. Ông ăn ngôi sao, sau đó ông chết luôn. Ok, vậy là số 1, số 2, số 1, số 8 đang rồi đó. Giờ, ơ giờ còn số 3. Ơ số 1 cho ăn, số 1 cho ăn, số 1 cho ăn. Ơ số 1, số 1. Số 3, số 3, số 3, số 3. Số 3. Tôi ăn rồi. Số 4. Ok, ăn rồi. Ok, hình như chúng ta phải ăn đủ 6 người sao, sao 2 7 8 gì đó, nói chung là bằng cái số ID của ổng hay sao á. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 số lận. Ok, này số 4 là ai vậy? Ai vậy? Số 1 đi. Số 1 đây tôi. Số 2 ngoài cùng chưa được lấy đâu. Với cả số 2 màu cam chưa được lấy đâu. Ủa số 4 mới người lấy hả? Số 4 người lấy hả? Tôi lấy số 4 đi mà. Tôi ăn sao? Tôi chưa ăn sao nữa quánh. Ông phải thông báo cho ta biết là ông nhảy số nào rồi cho ta biết chứ. Trời ơi. Tôi bảo tôi mà. Trời ơi. Trời ơi, giờ còn 2 số cuối đúng không? Còn số 0 ăn rồi phải không? Giờ còn 2 số cuối nè. Với lại số 1 nữa, số 1, ông ăn số 1 đi Huy, để từ từ tôi qua số 2. Tôi nhớ tôi ăn, tôi mới nhảy xuống ngay đúng chỗ số 1 mà sao nó không ăn ta. Chắc là do hơi bị lệch á. Ô, đây ngồi sao, đây ngồi sao. Đó, tôi ăn rồi nè, quá đơn giản. Ủa, ăn được, ông ăn số 1. Ôi lại, quá rồi, trời ơi, game là dễ. Ok, mà cảm ơn em đã xem video này và rất là cảm ơn Huy và NoSert đã giúp mình chơi cái mini game này nha. Ok, và tiếp tục mình đi tắm biển này. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Bye bye.